rất rõ ràng đến từ vị trí của Gen G, khiến họ có thêm một cái chiến thắng. Bây giờ thì sẽ đến với những lượt ban bích giữa hai đội tuyển của chúng ta. Ở hai lượt cấm đầu tiên sẽ vẫn là Nidalee và Smolder như thường lệ ở vị trí của T1 mà thôi. Trong khi đó thì Gen G họ muốn cấm đi hai cái bài xạ thủ, đó là Kalista và Saya, nhắm thẳng vào vị trí của Umayushi. T1 muốn cướp Scanner, bởi vì việc bạn ở đội 1 mà bạn ban đi Yone nghĩa là bạn sẽ lấy Scanner first pick, và bên kia sẽ là Aurora, nhưng sẽ là Ash first pick dành cho T1, bởi vì T1 nghĩ rằng bây giờ nếu họ lấy Scanner bên kia sẽ lấy Ash. Đó sẽ là một lựa chọn mà giống như là ở ván đấu đầu tiên, thì họ sẽ là đội, thì Scanner cũng là một chất tướng mà T1 vận hành không tốt. Nhưng lại bây giờ Jack Scanner giống pin thôi. Kim sẽ đánh Jack cho đến khi nào thua. Đúng. Hoặc là bị cấm. Người ta gọi là không sai không sửa, cứ đánh như vậy thôi. Để xem nào, thì Canyon trận ván thi đấu này thì anh ta có muốn tiếp tục đó là con bài Skarner hay không? Có lẽ vẫn đang là suy nghĩ một chút, cần phải cẩn trọng hơn. Nếu như hôm nay mà có ván thi đấu thứ 5 thì... Ui, Canyon đã chắc từ đã rồi. Tôi muốn chơi counter pick. Đây thực sự là một cái next level của Gen G Esports nhé. Bởi vì các bạn thấy bây giờ Canyon biết rằng mình sẽ là người tác động đến lối chơi của Gen G nhiều hơn, nên quyết định là Chovy, Gambit Family, Link với Ahri. Và tôi sẽ được counter pick. Tôi sẽ chờ xem Honor pick cái gì đã, rồi sau đó tôi mới chơi. Tại vì Skarner vẫn sẽ bị làm chậm, vẫn sẽ bị chiêu cuối đến từ Ash. Bạn sẽ rất khó để tiếp cận mà giam cầm. Nhưng T1 không sửa, không sai. À quên, không sai, không sửa. Không sai, không sửa. đánh một đội hình giống như cái ván thi đấu đầu tiên của họ mà thôi. Gragas ở vị trí đường trên cho Zeus, cùng với đó là cặp đôi đường dưới Ash và Renata. Bên phía của Gen G thì đang muốn pick gì đây? Sẽ là Nocturne. Đúng rồi. Có lẽ sẽ là Nocturne để vận hành cái đội hình này mà thôi. Rất chính xác. Đó, đây là giá trị của việc Canyon có được nhiều thông tin hơn. Sẽ quyết định sẽ không đánh một chất tướng Scanner tù túng và rất khó để tác động được với đội hình bên phía bên kia, mà sẽ đánh một chất tướng nhắm thẳng vào Umayushi. Đấy là một quân bài là Nocturne. Giờ thì họ sẽ ban đi Orianna, họ sẽ ban đi những xạ thủ có thể bảo vệ, họ sẽ ban ban cả Kindred. Sẽ không có cái chiêu cuối của Kindred để bảo vệ cho Guma. Và thậm chí có thể, anh dự đoán sẽ ban cả Ori nữa, bởi vì Ori trong tay của Faker cũng sẽ là một con tướng có thể counter được nhẹ cái khả năng sốc sát thương đến từ đội hình của Gen G Esports. Xem, ban Sylas cũng được, bởi Sylas cũng có thể lấy hoang tưởng. Nhưng mà Sylas, Faker đánh ở ván thi đấu vừa rồi, nó không thực sự là hoàn hảo lắm, nên có lẽ sẽ là một cái lượt mà bên phía của Gen G sẽ ban Sylas rồi. Như vậy là còn Ori, còn Galio này. Nhả ra Ori với Galio một cái bài đánh nó cũng khá là thuận tay dành cho T1 mà thôi. Có một sự khác biệt là Galio bạn có thể sử dụng chiêu cuối trong lúc hoang tưởng là bằng cách bấm vào cái icon của đồng đội. Chiếc lò. Bạn bấm R vào avatar đồng đội ở bên dưới ấy, chứ lúc đấy thì bạn không nhìn thấy được gì để mà tìm đồng đội đâu. Đúng là như vậy. Đó sẽ là một sự khác biệt. Nhưng mà lúc này thì ban tweet là rất hay. Sẽ còn Ezreal mà thôi. Lúc nãy tôi đã nhắc đến con bài Ezreal rồi, và bây giờ không còn nhiều lạ xạ thủ cho Pay nữa. Một cuộc chiến mà các xạ thủ bị nhắm đến rất nhiều, khi mà cả hai bên đều ban đến 5 con xạ thủ. Thực ra tính cả Kindred là 6. Smolder cũng là một xạ thủ đi đường giữa, nhắm rất nhiều vào bể tướng của đường dưới hai bên. Nhưng giờ sẽ là lúc mà T1 phải bung bài, họ đã không còn được cái cặp đôi Vieri nữa. Liệu có muốn đánh Galio với một chất tướng xạ thủ carry nhiều hơn ông Lee Sin không? Hay Xin Giao? Đội hình này đánh Xin Giao. Ui. Nhá ra su à? Akali. Cũng là một lựa chọn hay đến từ vị trí của T1. Đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy Faker đánh những cái con bài nó thiên hướng là múa như thế này. Nhưng thực ra là quan trọng là Honor đánh gì thôi. Và Honor phiên bản Pro Max thì sẽ là Vi và Seju, hai chất tướng mà anh ta sẽ hoàn thành được tốt cái khả năng kiểm soát của mình. Dù vậy thì Akali với cả Vi nó không phải là một bộ đôi quá mạnh ở những cấp độ đầu tiên đâu. Nó cũng sẽ có cấp độ 6 tốt, nhưng mà lượng sát thương của Akali lúc đấy nó dồn vào nó không thực sự là ấn tượng bằng.
Nhưng đây cũng là một bộ đôi tấn công rất là mạnh, PK, nặng về khả năng PK. Đúng vậy. Cộng với cả một con Gagras cánh trên và cánh rất là đẫm màu, đẫm không phải đẫm, đẫm giao tranh đến từ cả hai đội. Real dành cho Lehen, Lehen ván thi đấu vừa rồi đánh Real rất là tốt. Và để xem cả hai đội đều đã có một đội hình ưng ý rồi. Bên phía của Genji Esports vẫn sẽ là một đội hình đánh xoay quanh rừng và đường trên nhé. Đây vẫn là một đội hình đánh xoay quanh Kin với cá nhân là rất nhiều. Chovy sẽ là người tạo được lợi thế với việc là bay vào cấu rỉa để cho Canyon và Kin băng vào tuyến sau. Với Hoang Tưởng, khả năng băng vào của họ còn tốt hơn. Bay tự chơi với một chất tướng Ezreal và Lehen sẽ combo với những người đồng đội. T1 cũng là một đội hình combat rất là mạnh, nhưng con Akali của Faker liệu có quẩy được giống như là Nai ngày hôm qua hay không? Chúng ta cùng phải chờ xem. Và bên phía của T1, theo như em cảm nhận được thì bên phía T1 hiện tại những lượng chống chịu của bên phía T1 đang là ít hơn một chút so với cái đội hình của bên phía Genji. Thì với cái khả năng vận hành như thế này thì bên T1 sẽ cần phải rất chính xác cho những cái nhịp mà băm bổ vào những cái giao tranh nhỏ lẻ cũng như là những cái giao tranh lớn của mình để có thể lấy được, đó là cái lợi thế dành cho con bài Ash xạ thủ, để nuôi được cái xạ thủ của mình nó khôn lớn. Thì nếu như mà game này mà T1 làm tốt thì cảm giác như là họ sẽ có một cái bài đánh nó sẽ gây được rất nhiều sự đột biến và những cái sự cũng gọi là một màn trình diễn nó cũng múa căng tay đến từ vị trí của những thành viên phía T1 cho chúng ta. Nhưng mà bên phía của Genji thì sau cái ván thi đấu thứ hai vừa rồi họ đánh rất chắc chắn, rất bó cẩn, thì họ sẽ hoàn toàn không muốn cái ván thi đấu bản lề trong cái cặp trận BO5 ngày hôm nay được rơi vào vị trí của bên phía T1. Và chúng ta đã đến với những diễn biến đầu tiên của trận thi đấu thứ 3 giữa Genji và T1 trong khuôn khổ giải đấu chung kết giới năm 2024. Sốc điện của Faker rõ ràng rồi, bạn phải đem sốc điện để tạo được một áp lực lớn. Và con Akali ở những phiên bản này, phiên bản 14.18 cũng sẽ có cái lối lên đồ, đấy là quyền trượng bão tố kết hợp với cả một cái ngọn lửa hắc hóa để tối đa cái lượng sát thương bạn có thể gây ra trong một nhịp giao tranh. Đấy sẽ là một cái lượng sát thương rất lớn giúp cho Akali có thể dễ dàng hạ gục được các thành viên bên phía kia. Nhưng Zeus lại đứng trên tầm nhìn của các thành viên bên phía trên G-Sport. Anh ta không hề hay biết và tốc biến lên hôn gió trúng đến với Chovy. Zeus sẽ lên bảng đếm số ngay lập tức thôi. Điểm hạ gục dành cho Pay. Một con mắt quá chí mạng. Và chả có lý do gì Zeus lại đứng ở đấy cả. Lý do là gì đây? Lý do chỉ có thể là anh ta đã bị phân tâm rồi. Rất hớ hênh đến từ vị trí của gã bậm rượu trong tay của Zeus. Khi mà con mắt đấy của Genji mang lại rất nhiều giá trị ở trong cái giai đoạn đầu game này. Một lợi thế đang là sớm đến từ vị trí của những thành viên bên phía Genji và quyết định đó là không đổi đường rồi. Tại sao phải đổi đường khi mà Ezreal đã có được nước mắt luôn? Với chiến công đầu có ngay một cái nước mắt, bạn tích nước mắt từ phút thứ 1, từ phút thứ 2 như thế này rồi thì làm sao bạn chơi? Đây sẽ là một giai đoạn mà Pay sẵn sàng đứng từ xa để cấu rỉa và ăn lính. Anh ta không việc gì phải vội cả bởi vì anh ta có nước mắt rồi. Anh ta không có cái áp lực bạn phải ăn lính những cấp độ đầu tiên để thêm một chút tiền. Đến bây giờ cứ chỉ cần đủ thủy kiếm và thủy đủ búa gỗ là anh ta về anh ta mua thôi. Và sau đó thì với cái nước mắt cứ tích lên như vậy, nó sẽ là một ngưỡng sức mạnh rất là khỏe cho con Ezreal thời điểm hiện tại. Ezreal sẽ chỉ yếu khi mà anh ta mua nước mắt chậm mà thôi. Chứ còn nước mắt sớm như này thì đã quá an tâm rồi. Một con Ezreal sang sớm hoàn toàn là một con Ezreal cực mạnh. Một pha bắt tay trúng đến từ Yukeria, nhắm thẳng vị trí của Lehen, nửa cây máu, gần nửa cây máu đã bị cấu đi. Và bây giờ thì nó cũng chỉ là một cái áp lực nho nhỏ để đẩy cái quây lính vào trong trụ của bên phía những thành viên, hai thành viên đường dưới của bên phía Genji mà thôi. Ván thi đấu này thì với cái lợi thế sớm như này thì chắc chắn là Genji họ sẽ không muốn bỏ qua những cái lợi thế của mình và dẫn dắt ván thi đấu này đến một cái chiến thắng, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho mình và chiếm được cái ván thi đấu bản lề của cặp trận BO5 này. Có lẽ họ sẽ phải giải quyết cái vấn đề đấy là cặp đôi đường dưới đi lên như thế nào. Khi mà SV và Real dù đã có được chiến công đầu, dù đã có được nước mắt rồi nhưng họ vẫn là một cặp đôi đi lên tương đối yếu. Và Ash Renata là một trong những cặp đôi mạnh nhất, khả năng cấu rỉa đến từ cả hai tướng, khả năng tạo khiên làm chậm và khẩu CC đều có cả. Nên rất khó, đây là một lượng, một đợt lính đẩy vào rất mạnh vào trong trụ. Và Pay cũng đang bị mất lính tương đối nhiều. Ở đường giữa thì Faker với cả Chovy, Faker sẽ là người chủ động đẩy và Chovy cũng muốn là đối phương đẩy lên. Thì sẽ là cơ hội để bên phía Canyon có thể ra sớm.
cá nhân ra sớm thì anh ta cũng chỉ có thể làm chậm mà thôi. Trong khi đó Honor đã cấp độ 4 rồi. Honor đang farm là rất nhanh. Đó là lý do tại sao mà ở thời điểm hiện tại thì T1 vẫn đang thi đấu một cách khá là chậm. Ôi, một tình huống vòng sau để kiểm soát tầm nhìn. Nhưng giờ thì đã đánh hạt soi sáng và biết được rằng Canyon đang ở cánh trên rồi. Honor có thể yên tâm, anh ta biến về. Faker sẽ phải thi đấu phòng thủ hơn. À, đúng như vậy. Và bây giờ thì ở bên phía của Gen.G đang là một cái thế bị đẩy hơn một chút đến từ vị trí của Faker. Faker thì đang đẩy lính so với cả Chovy. Chovy thì lượng mana của anh ta đã không còn nhiều, nhưng ở trên này thì Kin anh ta đã bị cấu đi cho mình, đó là nửa cây máu rồi. Zeus vẫn đang làm rất tốt cái phần việc của mình ở cái cánh trên này. Còn ở phía bên dưới thì sao? T1 đang có Guma, Yushi và Kiria vẫn đang là cái thế lính đẩy vào trong trụ với hai thành viên của bên phía Gen.G. Đã thấy được cái đường, con đường đến từ cái chiêu quỳ của Canyon. Nếu mà họ tinh ý để ý và họ đã phát hiện được Canyon sẽ đang ở khu vực rừng dưới, nên Honor hoàn toàn có thể tổ chức một tình huống tấn công ra lên cánh trên. Tầm nhìn của Gen.G vẫn là chưa đủ và Canyon đi qua tầm nhìn của T1 rồi, đã có những dấu ping. Bộ đôi đường dưới của họ sẽ phải lùi về, nhưng Canyon để lại một con mắt và đánh hạt soi sáng thôi. Phát hiện được là mình đi qua mắt và họ sẽ lùi về. Gen.G Esports không muốn tăng tốc độ bán đấu lên quá nhiều ở thời điểm tại khi mà Canyon mới cấp độ 5. Họ sẽ muốn cho Canyon có được càng gần cấp độ 6 càng tốt, ăn được con sâu đầu tiên ở bãi sâu có cấp độ 6, bạn có thể vụt ra tấn công. Nhưng ở thời điểm hiện tại là một thời điểm mà cần farm. Anh ta đã cấp độ 5 rồi, rất nhanh so với Honor, bây giờ mới chỉ cấp độ 4 mà thôi. Ở bên phía đội hình của Gen.G thì họ sở hữu những vị tướng có những cái chiêu cuối rất mạnh, có thể cảm giác như là nó sẽ xoay chuyển được ván thi đấu, ví dụ như là cái phi hồ của Chovy hoặc cái hoang tưởng của Canyon. Faker bị cản biến về. Đó là con mắt lúc nãy mà Canyon cắm ra, và đấy sẽ là một nhịp biến về chậm đến từ cả Chovy lẫn Faker. Tôi tưởng là Chovy cản biến về xong anh ta cũng về luôn. Bây giờ hóa ra anh ta lại hơi dở một chút đến từ Chovy trong tình huống vừa rồi. Nhưng mà cảm giác như là bên phía của Gen.G họ đang có những cái lượng tầm nhìn nó giá trị hơn một chút so với những thành viên của bên phía T1. Ở đây thì Chovy đã phải dịch chuyển trở lại để có thể đón cái quay lính ở khu vực đường giữa của Majushi và Kea. Họ vừa có một tình huống di chuyển ra đường giữa để có thể cover được cho người đi rừng. Honor ăn được ban sâu và sẽ là đổi mục tiêu đến từ vị trí của cả hai đội mà thôi. Quyết định đó là ăn con rồng khi mà đã có tín hiệu biết được rằng Honor đang ăn ba con sâu rồi. Con rồng đầu tiên sẽ là con rồng nước, một con rồng cũng tốt dành cho bên phía của Gen.G. Và ăn rồng xong thì Canyon thậm chí còn ăn thêm một con cua nữa, là giúp cho anh ta lên cấp độ tương đối nhiều. Bây giờ Honor liệu có muốn tấn công không? Đây là một pha có thể tấn công được, nhưng mà Guma Yushi đang chờ cấp độ 6, anh ta còn lâu. Đá trụ. Không thể đá trụ được, bởi vì Lehen đã xuất hiện ở đây, chưa có tầm nhìn của T1, chỉ một tình huống cướp rừng mà thôi. Và Honor cộng với cả Zeus cũng biết đối phương đã có người tiếp cứu rồi thì phải về. Đây sẽ là một pha mà Guma đang bị tấn công, mất cho mình là thanh tẩy, Kin sẽ bị trả ngược sát thương lại. Dù vậy thì đây vẫn là một thế mà Guma sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm nếu mà Lehen muốn tốc biến lên để CC đối phương. Người ta giữ được Zeus về, nó sẽ là đường giữa free. Các bạn nhìn thấy không ai đỡ lính ở đường giữa cả. Sẽ là một way đẩy lính ở đường giữa free dành cho Pace mà thôi. Còn Ezreal này thì hiện tại nó vẫn đang được có những cái khoảng trống để có thể tìm được cho mình những cái tài nguyên để có thể tăng tiến sức mạnh một cách nhanh chóng. Bây giờ thì hai thành viên của bên phía T1 họ đang núp ở trong bụi, không có những tầm nhìn. Có lẽ sẽ muốn bắt vào vị trí của Kin khi mà đã biết được đó là đại băng tía tầm gần. Bây giờ mất phản công rồi, chiêu cuối đến từ Honor. Bật chiêu cuối để tăng thêm khả năng chống chịu nhưng sẽ bị bắt tay. Và Kin sẽ là người nằm xuống, sát thương cuối cùng là của Honor. Bật phản công để ăn lính và đó là cái kết của Kin. Một tình huống lại là hớ hênh, nhưng lần này người hớ hênh hơn đó là Kin. Ở trong tình huống vừa rồi khi mà bên phía của Gen.G họ đã không có những cái lượng tầm nhìn đủ ở hai cái bụi cỏ đó, và sẽ là một cái bẫy được răng ra đến từ vị trí của T1, lấy được cho mình một mạng hạ gục cũng khá là quý giá mà họ chắc chắn sẽ phải cần ở trong những cái giai đoạn này để có thể set up được những cái thế đánh của mình, cũng như đó là giành lại một chút lợi thế sau cái tình huống hơi tai hại của Zeus trong pha đầu tiên.
Thực ra là bên phía Genji đang không tận dụng được điểm hạ gục chiến công đầu đó. Đúng là cho con Nashville là tích số sớm thật. Nhưng mà họ lại không đánh xoay xung quanh Pay. Pay không được dồn nhiều tài nguyên lắm. Lớp khiên trụ thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là toàn bộ 15 lớp khiên trụ chưa cái nào bị bắt đi đến từ bên phía của T1. Trong đó Genji đã mất 2 khiên trụ rồi. Chovy có tàn phá hủy diệt nha. Chovy anh ta sử dụng cho mình là Ari quyền năng nên anh ta sẽ có được một tàn phá hủy diệt để ăn lớp khiên trụ đầu tiên khu đường giữa này. Canyon có cấp độ 6. Keria nếu đứng trước mặt một con Nocturne hoàn toàn có thể bị lao vào. Vuma thì lại không có thanh tẩy nên đây sẽ là một cái combo rất khó chịu. Còn ở đường cánh trên thì Kin, bây giờ là Kin không thể nào đi lại được với con Garrus đấy. Kin chỉ là phòng thủ thôi và đẩy lính lên cao. Chứ bây giờ mà tấn công Garrus thì không biết là đến bao giờ đối phương mới mất máu. Sẽ là những tình huống kiểm soát được cái lượng tầm nhìn ở phía trên khi mà chỉ còn khoảng hơn một phút nữa thì ba con sâu tiếp theo của màn thi đấu sẽ được xuất hiện. Những cái điểm tầm nhìn ở khu vực cánh trên bây giờ đang là rất cần thiết để dành cho bên phía của Genji khi mà họ chắc là đang muốn nhắm đến ba con sâu tiếp theo để hạn chế được cái khả năng đẩy trụ của bên phía T1 khi mà họ có những có Ash, một vị tướng với cái khả năng đẩy trụ là khá nhanh. Nhưng mà ở ván thi đấu này thì T1 lại không có cái tàn phá hủy diệt nào và chắc chỉ có cục Keria mà thôi nên là họ đẩy trụ tương đối là khó. Hất Kin về luôn và Zeus bây giờ năng lượng là rất thấp, anh ta chỉ muốn gạ đối phương ở lại để Honor có thể tiếp cận. Một tình huống mà vẫn trao đổi chiêu thức đến tận cuối cùng luôn. Nhưng Honor đã đến và đại băng tiễn đây rồi. Kin phải lách ra nhưng không bắt được Kin. Đó là một pha mà Honor cũng biết là bây giờ mình đấm vào thì đối phương có thể sẽ có tiếp cứu đến từ một cái hoang tưởng. Nên quyết định của Honor là không chơi. Và như vậy nếu như bên phía của T1 họ muốn đánh hơi hừng một chút trong tình huống vừa rồi thì hoàn toàn sẽ là một cái hoang tưởng để có thể set up một pha phản ganh đến từ vị trí của Canyon rất tinh quái đến từ vị trí người chơi đi rừng của Genji. Bây giờ ba con sâu đã có mặt đây rồi. Cái nhịp đánh vừa rồi thì nó sẽ hơi lỗ một chút dành cho bên phía Genji nhưng đã có một cú dịch chuyển bọc đầu đến từ Chovy ở đến từ Kin ở đây. Tôi xin lỗi, đang muốn nhắm vào Honor đâm thẳng vào vị trí của nhưng Kin. Nhưng con góp không tốt đến từ Rell. Sau đó là chiêu cuối hấp chất điên loạn quá tốt. Lê Hèn sẽ là người bị kẹt lại. Bên này thì Faker cắt lần hai tấn công vào Kin. Kin không làm gì được cả. Anh ta không còn tốc biến. Faker lao vào với cứu cánh. Và đó là điểm hạ gục dành cho Faker. 3-1 cho T1. Hai điểm hạ gục được dành cho bên phía... Đó là một điểm hạ gục để cho Faker. Con Akali có một điểm hạ gục từ những cái phút 11, phút thứ 10 như này thì là một con Akali nó sẽ rất đáng sợ ở những giai đoạn về sau. Bên phía của T1 họ đang muốn đẩy trụ để đánh, để thắng sớm rồi. Có lẽ sẽ cần phải đó là đẩy nhanh cái ván thi đấu này lên. Chovy có mặt đây, đánh vào vị trí của Keria, nửa cây máu đã bị mất đi và hồn gió trượt đến từ vị trí của Chovy và cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên này đã bị lấy đi bởi những thành viên của phía T1 rồi. Đó là một pha mà Honor đã thoát đi được cái lực hút kinh hoàng. Một pha xử lý cực kỳ tốt đến từ Keria cộng với cả Honor. Các bạn có thể nhìn thấy được cái nhịp mà ngay khi cái chiêu cuối tả xung kích đột nó vừa dập xuống thì Honor tốc biến luôn để né khỏi chiêu cuối của Lê Hèn. Và sau đấy thì lại là một pha combo hoàn hảo của Faker để tiếp cận được vào người của Kin. Combo như thế này thì ai bảo là sinh năm 96 đâu, mà phải là 2K6. Tài năng trẻ sinh năm 2K6 của bên phía T1 đang cho chúng ta thấy một con bài Akali múa như trên TikTok. Tôi cảm thấy là như vậy. Một những pha múa của anh ta nó phải gọi là rất là mượt mà và rất là điện ảnh đến từ vị trí của tài năng trẻ 2K6 này. Bây giờ thì đã có mặt ở đường dưới, đó là Faker muốn nhắm vào vị trí của Kin. Họ có vẻ như T1 đang đoán biết được bài đánh lên top rồi. Và đây sẽ là một tình huống có lẽ sẽ là băng trụ rồi. Đại băng tiễn hay là họ sẽ muốn bắt vào Lê Hèn? Chưa có đại băng tiễn được tung ra. Keria lộ tầm nhìn trước và đã nhìn thấy Canyon ở đây rồi. T1 đã chỉ muốn đấy trụ mà thôi. Chắc chắn là như vậy khi mà Guma cũng đã lộ tầm nhìn ở đây. Kin đang muốn cố gắng đỡ. Faker đang là người gạ với những tình huống lao lên tấn công và kích hoạt cho mình là nội tại. Nhưng Kin bật mình phản công và lùi về. Lê Hèn không tiếp cận được pha giao tranh. T1 vẫn sẽ tiếp tục đẩy để lấy trụ mà thôi. Trong khi đó thì Genji quyết định là bỏ khi mà Pay cộng với cả Ari thì đều đang đẩy lẻ. Và giờ thì bộ ba này của Genji sẽ lùi về. Họ chỉ đỡ một nhịp mà thôi. Nhưng một nhịp này liệu có đủ để cho Chovy đẩy không? Câu trả lời là không khi mà Zeus cũng đã lên rồi. Như vậy sẽ là một trụ nữa dành bên phía của T1. Họ vươn lên dẫn trước là con số 3.500 tiền.
Sau cái nhịp đánh ở ba con sâu vừa rồi thì T1 họ đang rất là muốn đẩy nhanh tiến độ của ván đấu này lên. Họ đã lấy đi cho mình được đó là hai cái trụ đầu tiên của hai đường cánh của bên phía Gen G. Chênh lệch tiền hiện tại đang là cũng khá lớn, đó là một con số khoảng đâu đó 3.000 tiền, 3.000 rưỡi à, khoảng 3.000 rưỡi tiền. Thì đây là một con số mà họ hoàn toàn có thể tận dụng được để khai thác triệt để cái sai lầm của Gen G trong những tình huống đó để dẫn lên, vươn lên dẫn trước 2-1 và giành được cái thi đấu, cái ván thi đấu bản lề. Bây giờ thì T1 sẽ cố gắng ăn mình con sứ giả này để có thể kiểm soát khu vực hang rồng sau 3 phút nữa. Zeus thì đang có mặt nhưng mà Lê Hèn check tầm nhìn rồi đã phát hiện được đối phương đang có mặt. Giờ thì thêm cái dịch chuyển nữa nhưng đây sẽ là cái cơ hội, đã có những ping vào đường giữa. Họ muốn lấy cái trụ mid của Gen G Esports, Gen G chỉ đổi lại cái trụ 1 ở khu vực đường dưới mà thôi. Cả Kin cả Chovy đã có mặt, cái dịch chuyển là đến từ Chovy. Giờ thì ai cản con sứ giả này với cú húc của Honor đây. Lê Hèn sẽ đến, Lê Hèn có muốn tấn công hay không? Câu trả lời anh ta đang bị làm chậm lại và Keria đang tấn công trụ. Lê Hèn bị tấn công với đại bằng tiến. Anh ta xuống ngựa, anh ta nằm xuống ngay lập tức dưới sức sát thương của Guma Uchi. Keria sẽ lái sứ giả húc vào trụ 2 nhưng mà bị trừng phạt. Và anh ta giữa đứt cánh giữa đường nhưng Canyon cũng sẽ nằm. Double kill, hợp chất điện loạn trải ra và Pay không truy đuổi được vào Honor. Tiếp tục đẩy lên trụ 2 đường trên. T1 tăng tốc độ ván đấu với một cái tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Honor bị làm choáng ngược trở lại nhưng có dịch chuyển vào con bọ hư không đến từ Zeus. Keria đang cản không cho Pay đến, bắt tay chúng rồi và Kin bị hất ra. Kin mất phản công rồi, tiếp tục một trụ nữa cho T1. 6-1 về điểm hạ gục, 4-1 về trụ cho T1. Một ván thi đấu mà kể từ cái nhịp ăn con sâu đó thì T1 họ đẩy cái ván thi đấu lên với một tốc độ rất là chóng mặt. Cảm giác như không còn là thi đấu giữa hai đội tuyển nữa mà như là một ván thi đấu đánh rank xếp hạng linh hoạt vậy. T1 họ tận dụng rất triệt để cái lợi thế của mình. Mặc dù thì trong tình huống này đó là một pha hơi hớ dành cho Keria nhưng sát thương của Guma Uchi là rất nhiều. Bắn liên tùng tục vào người của Kin, nằm xuống rất nhanh thôi. Còn Ash này của Guma Uchi vẫn đang thể hiện được một sự khó chịu nhất định của mình. Khi mà hai ván thi đấu mà Guma Uchi được cầm vào vị tướng này thì đều là hai ván thi đấu mà anh ta có những lượng sát thương rất lớn, những cái KDA rất xanh xao. Và bây giờ thì Gen G phải buộc đưa người ra đường giữa để đẩy trụ 1. Thì T1 sẽ đánh sang hai cánh. Với cái cổng dịch chuyển thế này thì việc họ đẩy vào trụ 2 ở hai cánh là chuyện rất bình thường thôi. Ở đường trên vẫn còn trụ 1 nên bên phía T1 cứ thế đẩy, đẩy rất sâu vào. Họ đẩy Canyon ra khỏi khu vực rừng búa xanh của mình. 35 giây sau T1 sẽ vòng ngược trở về để ăn cho mình con rồng công nghệ đầu tiên. Họ biến về, họ mua đồ. Bây giờ sẽ là lấy tiền đè người thôi. Chênh lệch đã là con số 6.000 tiền ở thời điểm hiện tại. Ezreal là một chất tướng mà khi bạn dẫn trước thì bạn khỏe, nhưng mà khi mà bạn bị dẫn trước rồi thì bạn lại không đủ sát thương, tiền của bạn không có. Và T1 lại đang có một tình huống muốn tấn công lên trên. Đại băng tiễn trúng vào người của Kin. Faker đang là người tiếp cận nhưng mà Kin sẽ nhảy vào những con lính để đi về mà thôi. Một pha delay và sẽ không mất trụ. Nhưng Zeus đang có mặt ở đây, họ thấy Canyon rồi và rẽ xuống để kiểm soát rồng ngay lập tức. Đây sẽ là một pha thi đấu mà T1 muốn chắt chiu con rồng này. Ở ván thi đấu trước họ đã mất một con rồng rất vô duyên. Thì ở ván thi đấu này là cơ hội để họ có thể gỡ lại, chắt chiu lại từng cơ hội một. Chovy đẩy cánh nhưng Ari của Chovy giống như ván đấu đầu tiên, không có áp lực. Khó rồi, anh Vinh thì vẫn dọn lúa mà thôi. Thì lượng farm của anh ta đang là rất nhiều. Đó là lý do vì sao mà anh ta đang dẫn tiền hơn so với vị trí của Faker. Bắt nhưng mà được vào Lê Hèn. Bây giờ Lê Hèn làm choáng vào Faker rồi sao nữa. Anh ta đi vào tăng tốc, sau đó là Zeus cộng với cả Faker kết hợp lại. Nhưng đó là một pha mà Faker chiêu cuối vào người của Pay nhưng không giữ được. Pay về tiếp tục tấn công vào Canyon. Canyon mất khiên rồi, lao vào đấm tả xung hữu đột. Canyon bị dính phi tiêu, lao vào Guma thì đã bị đu theo đến Faker. Chiêu cuối của Keria là quá đẹp. Kin sẽ ở lại đây và Pay sẽ phải né ra cú bắt tay. Tất cả mọi thứ trong ván thi đấu này đang thuộc về bên phía của T1. Rất đáng tiếc, các bạn có thể nhìn thấy họ đẩy ra Baron nhưng họ phát hiện ra là Baron còn đến tận 2 phút nữa. Nên T1 không có gì để ăn thêm cả. Ăn sạch xanh xanh tất cả mọi thứ ở trên đường đi. Tất cả mọi thứ kể cả 5 thành viên của bên phía Gen G. Khi mà T1 họ gặp, đụng là đến là đó, đụng là đập. Chỉ cần nhìn thấy thôi là họ sẽ ăn tất, ăn hết. Ăn rất nhiều, ăn rất khỏe.
anh Vinh thì vẫn đang dọn lúa, nhưng mà bây giờ thì lúa của anh ta cũng không thể nấu thành cơm được nữa rồi. Có thể nhìn thấy thì ở trong tình huống vừa rồi, những cái pha macro của bên phía T1 là rất triệt để. Sai lầm duy nhất của họ ở trong ván thi đấu này chỉ là pha rút đi Hớ Hênh ở đầu game mà thôi, còn lại thì những sai lầm là không có. Đây, chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Tiền đề đó là một pha đi lỗi của Lê Hen. Cái pha vừa rồi mà Faker tốc biến lên giữ được vào người của Pay thì có khi là Gen G còn mất nhiều hơn nữa. Nhưng đây, một pha mà hoang tưởng, sau đó với một lượng máu như này mà anh ta bay về thì Faker cũng đu theo với cái găm phi tiêu của mình mà thôi. Và con quan trọng là con Jax của Kim không có một tí năng lượng nào cả. Anh ta không còn một chút mana nào để có thể làm gì trong pha thi đấu vừa rồi. Khán đài ở thành phố Paris đang phát điên bởi T1 khi mà họ đang làm ván thi đấu này quá triệt để. Chovy né được cho mình ở đại băng tiễn, nhưng đây là Keria có cứu cánh chưa? Anh ta về dạng cứu cánh, ta hồi sinh lại bởi vì Guardian đã nằm xuống và Lê Hèn cũng sẽ là người đi theo thôi. Kim đang tả xung hữu đột, nhưng bây giờ là Zeus đến. Zeus không bắt được vào người của Pay, nhưng Kim chịu hết nổi rồi và Chovy tiếp tục lùi về với Fio. Cái tốc biến của Chovy ở ván thi đấu này dùng để làm gì vậy, khi mà anh ta vẫn chưa thể nào cứu được cho những người đồng đội của mình? Ván thi đấu này chưa có Baron để T1 tấn công. Đánh nhau rất miệt mài, nhưng các bạn có thể nhìn thấy chênh lệch 7k tiền mà Baron vẫn chưa ra, nên T1 chưa thể nào kết thúc được ván đấu. Tận dụng lợi thế của mình là tốt hơn. Đến từ vị trí của T1, họ vẫn đang thể hiện cho chúng ta một cái đẳng cấp của nhà đương kim vô địch của giải đấu chung kết thế giới, giải đấu lớn nhất hành tinh. Ở những cái nhịp thi đấu gần đây, những cái nhịp thi đấu mà ở những cái phút gần đây, thì T1 họ luôn thể hiện cho mình cái lối đánh rất áp đảo. Họ đánh rất nhanh, họ đánh cực kỳ triệt để. Họ ăn toàn bộ tất cả mọi thứ mà họ thấy, nhưng mà họ ăn rất có ý đồ. Và bây giờ thì họ thậm chí là ăn rất đẫm đến trước khi mà con Baron này xuất hiện. Và bây giờ thì con Baron này đã có mặt ở đây rồi. Vấn đề là Baron chỉ khỏe với đội hình nào mà khi bạn có một món rưỡi hoặc là chỉ có một người hai đồ thôi. Nhưng bây giờ đội hình của T1 lại quá nhiều người hai đồ rồi thì lượng sát thương này là cực kỳ lớn. Gumaoshi hai đồ rưỡi, gần ba đồ, và Honor đang muốn lấy đi cho mình là con bùa đỏ này, đang là trong tầm tranh chấp. Và Guma đã bắt đầu xuất hiện, Kim nhảy vào và thêm cả Canyon nữa, nhưng không bắt được Guma. Bên này là Chovy đến, sát thương của Chovy là có, nhưng mà Kim cũng đã nằm và Chovy đang nằm trong tầm tấn công của Honor cộng với cả của Zeus. Nhưng lúc này không còn xạ thủ nữa, T1 sẽ phải lùi về không, hay là họ sẽ muốn tấn công? Đã tình huống bật máy quét, Faker đang có mặt ở đây, ta chưa ghim được vào ai cả. Đây là một pha mà Gen G đã dùng 3 chiêu cuối để hỏi thăm sức khỏe của Gumaoshi. Và Gumaoshi trả lời là tôi cũng hơi bệnh nên là đã lên bảng điểm số. Cuối cùng thì tôi cũng đã được nhìn thấy con Ari này của Chovy làm được một cái điều gì đấy ở trong pha thi đấu này. Hình như là vẫn hôn gió trượt hay sao? Hôn gió trượt, phi hồ lên xong sử dụng lửa hồ ly và đánh tay để dứt điểm mà. Có hôn gió trúng đâu. Không, cảm giác như là anh Vinh chỉ hôn gió trúng lính. em cảm thấy là chỉ có con lính mới đủ để khiến anh Vinh có thể yêu như thế. Đây, chúng ta cùng xem lại pha vừa rồi. Một pha phí hồ qua được tường và ăn được, đó là mạng sắc đao của Gumaoshi, nhưng mà cũng chỉ đơn giản là hớ anh một chút thôi. Hôn gió để hẹn lát hít hoặc là chưa tung. Nhưng đây vẫn là một pha mà các bạn có thể nhìn thấy được là T1 sẽ phải chậm lại ván đấu. Nhưng đấy cũng sẽ là một lời cảnh tỉnh, bởi vì họ đang dẫn rất nhiều về tiền, nhưng đó là những điểm shut down. Bây giờ là Faker lao thẳng vào Chovy luôn. Các thành viên của Gen G đang cố gắng tiếp cứu. Đại băng tiễn hụt đến từ Ash của Gumaoshi, nhưng đây Zeus đang muốn giữ chân lại Kim cộng với Canyon. T1 sẽ phải lùi về pha thi đấu này và họ sẽ muốn kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực hang Baron đang ping vào đường giữa. Họ muốn lấy trụ hai khu vực đường giữa để chạy xuống kiểm soát con rồng công nghệ thứ hai của ván đấu này. Nhưng mà Chovy thì vẫn vừa mới farm nốt đợt lính này và làm sao kịp. Trong những tình huống ngặt nghèo nhất thì Gen G luôn nhìn vào đường giữa của họ và đường giữa của họ vẫn farm, vẫn đẩy quy để ăn lính vậy thôi. Dị thật sự luôn. Nhưng mà lúc này check với cung ánh sáng, và bây giờ thì Honor mới lao vào và T1 đang có 4 người đứng ở phòng thủ, sẽ không có cơ hội nào cho Gen G Sport để cướp được con rồng này. Hai rồng công nghệ sẽ mạnh hơn rất nhiều so với một rồng nước với cả một rồng lửa. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, những cái sát thương cộng thêm của dòng nước đã là không quá đáng kể. Những cái khả năng hồi phục khi đi lane của dòng nước,
cái dòng lửa và dòng nước đã không đáp ứng được khả năng hồi phục quá nhiều, nhưng hai con dòng công nghệ thì là một lượng sức mạnh tấn cả giảm thời gian hồi chiều và tốc đánh là cực kỳ lớn. Đây đã bị bắt lại. Honor bật máy quét, bật hoang tưởng đến từ Canyon, vẫn đấm được vào người Lê. Đại băng tiến rất thành công của Umauchi. Hợp chất điện loạn không bắt được ai cả và Honor mất một nửa cây máu, nhưng T1 thì vẫn đang có đủ 5 người ở đây. Kin cố gắng xóa lính nhưng T1 không cho phép. Và với cổng công nghệ thì Honor hoàn toàn thể biến về và di chuyển ra với cổng công nghệ. Có một con mắt bên trong rừng của bên phía T1, liệu họ có thể kiểm soát được con mắt này hay không? Sẽ là một nhịp thi đấu có thể muốn ăn con Baron này để hoàn toàn kết liễu ván thi đấu. Trong những cái nhịp thi đấu này thì chúng ta lại thấy T1 đang đẩy nó lại hơi nhanh một chút, hơi The Flash một chút trong tình huống này. Và có một chút sai lầm nho nhỏ, hơi nhỏ thôi đến từ vị trí của T1, nhưng mà đó là không đáng kể. Còn anh Vinh thì vẫn, chúng ta vẫn đang thấy mỗi lần camera chiếu vào anh Vinh thì anh Vinh vẫn đang hôn gió trúng vào một con lính nào đó. Và bây giờ thì nhịp thi đấu của bên phía T1 đang muốn dấn ra con Baron này. Sẽ là một pha tranh chấp Baron hay không đây? Thực ra tranh chấp là rất khó, bởi vì Zeus cũng đang có mặt ở đường giữa, anh ta đẩy nốt đợt lính này lên. Và T1 thực ra họ không vội. Đội hình của T1 vẫn đang đội hình đánh được ở thời điểm hiện tại. Và Faker cũng đã có cho mình cả giáp tay Seeker rồi. Faker là người duy nhất thua tiền so với Chovy. Chovy đang cầm rất nhiều tài chính của Gen.G Esports. Nghĩa là nếu mà giao tranh mà Chovy không gây được sát thương, đồng nghĩa với việc chênh lệch bây giờ nó không phải là chênh lệch con số 7.000 tiền đâu, mà nó chênh lệch gần 10.000 tiền. Khi mà Chovy cầm rất nhiều tiền lại không tham dự pha giao tranh, giờ thì Chovy cần phải làm gì đây? Lượng sát thương của người ta là có nha, nhưng đây là một pha mà ưng tiễn rất chuẩn xác đến từ Umauchi. Góc này là một góc có thể bắn đại băng tiễn được, nhưng mà T1 quyết định là sẽ đẩy đợt lính lên để lấy tầm nhìn. Đã có đủ tầm nhìn ở với một đợt lính đẩy ở cánh trên, và giờ có thêm một đợt lính ở đường giữa nữa thì họ sẽ có đầy đủ tầm nhìn hơn so với các thành viên bên phía của Gen.G Esports. Lúc này là nhào vào Baron luôn là được, đã nhào vào Baron rồi. Luôn. Sát thương của họ là rất nhiều, Gen.G Esports không đẩy ra được, đã cắm một cái thấu kính. T1 lùi ngay lập tức, chỉ đơn giản thế thôi, cứ lấy đi tài nguyên đối phương, không cho đối phương về. Chovy đã về để sẵn sàng dịch chuyển với một pha giao tranh. Zeus cũng đang đẩy và T1 đang tiếp tục là tràn xóa đi những tầm nhìn mà bên phía của Gen.G Esports vừa mới cắm. Tôi đang nhìn thấy thì Keria cũng chỉ còn có một con mắt mà thôi. Lehen vẫn đang còn giữ đến hai con mắt. Đây sẽ là cơ sở để cho bên phía của Gen.G có thể chậm lại được. Nhìn thấy hỗ trợ ít mắt, không có mắt kiểm soát thì Gen.G Esports biết rằng T1 không thể vào Baron được. Đây sẽ là một cái nhịp mà thi đấu khéo của Gen.G. Họ dồn vào, sau đó họ là lùi ra. Và họ biết rằng đối phương đang có gì ở trong hang Baron, nên họ vẫn đang giữ được thế trận ở cái ngưỡng này. Đây là một ngưỡng mà Gen.G vẫn có thể chơi được. Nhưng mà T1, thực ra tôi đang có cảm giác là T1 muốn ăn con Baron này ở gần cái giai đoạn rồng ra. Bởi vì lúc đấy thì họ sẽ có áp lực để ăn rồng, và lúc đấy sẽ là ba rồng. Nếu mà ăn như thế thì họ hoàn toàn thể kiểm soát triệt để được những cái tài nguyên ở những cái giai đoạn này của bắn thi đấu. Bây giờ thì bên phía của Gen.G họ cũng không dại gì mà dấn thân vào những cái tình huống combat nó không có nhiều giá trị lắm. Bây giờ thì cần phải đó là kiểm soát lại và chậm lại, làm chậm lại cái ván thi đấu này. Nó đang bị rush hơi nhanh ở trong những cái nhịp thi đấu vừa rồi đến từ T1 rồi. Bây giờ thì bên phía của Gen.G thì cảm giác như là họ nếu mà cần một cái tình huống nào đó mà nó thuận lợi một chút, ví dụ như là bên phía của T1 họ đi lỗi chẳng hạn, thì có thể sẽ là một tình huống bước ngoặt, một cú giao tranh bước ngoặt dành cho Gen.G. Mỗi tội là cảm giác như con rắc bây giờ cái tác dụng duy nhất của nó chỉ là đơn giản là cái E thôi, để lao vào là có thể làm choáng được những cái thành viên quan trọng, ví dụ như là Gumayushi hoặc là Honor của bên phía T1. Thì bây giờ thì không biết là Gen.G họ đang muốn ý đồ là như nào đây, khi mà họ vẫn đang loanh quanh để kiểm soát được con Baron này. Sẽ là ăn Baron hay chăng đây? Không thể ăn Baron được, Gen.G không thể ăn Baron được. T1 thì sẽ là đội không muốn ăn Baron. Đây sẽ là một cái nhịp mà họ biến về để họ ăn chắc cái con rồng này. Họ không muốn có một cái mục tiêu nào để cho bên phía Gen.G cả. Đội hình của Gen.G thì lại ngược lại, họ là đang muốn rush vào Baron khi mà họ đang tạo một áp lực để khiến cho T1 không thể dễ dàng ăn rồng. Nhưng bởi vì lượng đồ của T1 là quá nhiều, đây là một thời điểm mà bạn có thể nhìn thấy được là chỉ cần hai người có thể solo được con rồng, ba người còn lại giữ lính ở đường giữa và Zeus sẽ đứng trước mặt Baron. Thế thì bên phía của Gen.G gần như là không có cửa nào để làm cả, bởi vì có một con Gragas đứng ở khu vực hang Baron, nó cứ rờ vào, nó cứ quy vào, bạn sồ ra đánh thì nó e qua tường chạy. Thì bây giờ bên phía của Gen.G làm thế nào được? Đấy, Zeus cũng ở đây thôi, anh ta cứ ở đây.
anh ta cứ quăng những thùng rượu vào, anh ta kiểm soát tầm nhìn, anh ta giữ cái thế di chuyển, anh ta thấy rằng Genji không vào Baron thì là rồng 3 ở bên phía của T1 rồi. Ui, 3 con rồng công nghệ cho một con Ash. 3 con rồng công nghệ một con Ash nó bắn cứ phải gọi là nhấc người luôn, rất là tê tái những cú bắn mang theo hơi thở của băng giá nhưng mà nó lại rất đau. Bắn thì thấm mà làm chậm thì cũng nhiều. Đến từ vị trí của Gumayushi, con rồng thứ 3 thì đã được lấy đi rồi và bây giờ sẽ là cái nhịp mà cả hai đội có lẽ sẽ muốn di chuyển vào Baron. Nhưng mà bên phía của Genji nếu mà combat pha này thì không cẩn thận nó sẽ hoàn toàn là sự chấm hết dành cho bên phía của Genji trong ván thi đấu thứ 3 này. T1 và dừng ván đấu dành cho T1. Chắc chắn rồi, T1 đã có ngưỡng sức mạnh 3 đồ khi mà Honor đã hoàn thành móng vuốt Serac. Giờ thì là có thể giao tranh được rồi. Lúc nãy thì Honor vẫn đang hơi lỡ cỡ đồ một chút. Và giờ thì Guma đã có một tình huống đẩy ưng tiễn rất đẹp để có thể phát hiện ra Chovy đang đứng ở đây. Thì sẽ không có cái cách nào để bên phía của Genji làm một tình huống bất ngờ cả. Con Nocturne đang càng ngày nó càng rời xa khỏi ván đấu này khi lượng sát thương đã là không nhiều nữa. Bạn có thể nhìn thấy được là lên khiên thử nghiệm Hextech xong ý mà bạn rush đầu 2 là một cái Steyrak như này. Đồng nghĩa với việc là sát thương bạn không nhiều. Và Honor rất cẩn thận, anh ta kéo con bùa xanh ra một góc để cho Genji không thể nào tấn công được vào anh ta. Ở thời điểm hiện tại thì cướp bùa xanh Genji không để làm gì cả. Họ phải giữ được cái trừng phạt để cướp những tình huống 50-50 ở mục tiêu. Một lối đánh đang là du ngủ đến từ T1 chứ không phải là từ Genji. Genji đang tận dụng thời điểm này để có thể tìm kiếm những điểm hạ gục bắt lẻ. Vấn đề là đi đến đâu thì T1 kiểm soát tầm nhìn đến T1 đấy. Không đi lẻ, họ không muốn đi lẻ. Bởi vì họ biết rằng là bên phía của Genji có những vị tướng sử dụng để bắt lẻ. Và bây giờ thì bên phía T1 họ không thèm đi lẻ nữa. Thì bên phía Genji họ bắt ai bây giờ đây? Chỉ có thể là bắt lính đến từ Chovy mà thôi. Lượng farm đang là rất nhiều đến từ Chovy nhưng mà nó cũng không để làm gì cả. Bắt ai đây? Honor đại băng tiễn mất phi hồ rồi. Mặc dù đó là một tình huống. Bây giờ bắt tay chúng tả sung hữu đột vào Pay bên phía bên kia. Họ làm tất cả để tấn công Honor nhưng Honor tốc biến để chạy. Bên này là Faker lao vào tấn công Pay. Pay out ra khỏi giao tranh. Lê Hèn đang bị tấn công, Lê Hèn đang bị bắn và Kin cũng đang phải chạy. Nhưng Honor chặn đầu Pay. Tình huống lăn bụng tốt. Pay đã nằm xuống và giờ thì hy vọng cho Genji Sport là chấm dứt rồi. Chovy dịch chuyển về nhà. Thế thì bây giờ lấy ai ra đép Baron? Nhưng bên phía của T1 không cần Baron nữa. Sẽ là một tình huống đẩy vào khu vực đường trên mà thôi. Thấy Chovy ở đây thì sao? Họ có 6 sâu. Họ có 6 sâu họ đẩy vào thì làm gì có cửa nào phòng thủ. Bắt tay tốc biến nhưng mà Chovy đã thoát được với tình huống tốc biến bản thân mình. Kin đang đứng bật phản công lao và làm choáng được 4 người nhưng đã bị hất. Anh ta nằm xuống rồi. Một trụ bảo vệ đã chính ở bên phía T1. Và rút lui về ở pha thi đấu này là đẹp. Bởi vì Lê Hèn cũng đã ra. T1 đang có tình huống mà Zeus muốn về để phòng thủ nhưng bây giờ Lê Hèn cố gắng xóa lính. Gumayushi bắn là rất chắc. Chovy đang bị tấn công, Chovy đang bị lao vào. Faker cũng bấm đồng hồ, Chovy đã tỉnh trước và Chovy bị sát chiêu hoàn hảo lần hai. Đó là 2-1 cho T1. Một ván thi đấu mà bên phía của Genji họ có lợi thế sớm nhưng mà họ đã tận dụng không tốt những cái lợi thế của mình, dâng hiến toàn bộ những gì tinh túy nhất của ván thi đấu này vào tay của những thành viên của T1. Đây rồi, chúng ta được chứng kiến một T1 phiên bản chung kết thế giới, một T1 hủy diệt với những cái lối đánh mà họ bắt Genji phải đánh theo cái nhịp đánh của mình, những cái nhịp đánh phải gọi là rất nhanh đến từ đẳng cấp của một nhà vô địch thế giới. Có lẽ sẽ là game đấu thứ tư và Genji sẽ cần phải chấn chỉnh lại những cái lối đánh của mình. Lần thứ hai liên tiếp Genji Sport rơi vào thế bị dẫn 2-1. Ở lần trước họ đã có thể comeback với tỷ số là 3-2 và chúng ta đã được nghe một cái cặp đấu có Silver Script. Nhưng ngày thi đấu hôm nay thì sao, khi mà T1 đang thể hiện một phong độ quá hủy diệt và cái pha băng vào cái bệ đá cổ vừa rồi chỉ chứng minh rằng Faker vẫn đang là Greatest of the Moon, God của Liên Minh Huyền Thoại. Đó là một pha trình diễn kỹ năng cá nhân quá đỉnh cao đến từ đường giữa của T1. Và bây giờ ở thời điểm hiện tại đã là lúc để fan T1 có thể bắt đầu cất cao tiếng gáy được rồi, bởi vì họ đang dẫn với tỷ số là 2-1. Chúng tôi sẽ trở lại ở ván đấu thứ tư của cặp đấu này để xem T1 có thể dứt điểm và vào chung kết với BLG hay là Genji Esports sẽ cân bằng và chúng ta sẽ được nghe Silver Script.